Dù trời lạnh và nhiệt độ chỉ khoảng dưới 9 độ C, nhiều người dân Nhật Bản vẫn tổ chức nghi lễ tắm nước đá truyền thống để cầu nguyện cho bản thân, gia đình và mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và may mắn. Có rất đông người tập trung tại đền thờ Teppuzu Inari ở Tokyo tham gia nghi lễ tắm nước đá đầu năm. Tính đến nay, đây đã là lần thứ 68 nghi lễ này được tổ chức, diễn ra vào ngày Chủ nhật của tuần thứ hai trong năm mới. Trước khi ngâm mình trong bể nước đá, người tham gia nghi lễ phải khởi động, cùng nhau nhảy múa, chạy vài vòng quanh đền và hô những câu khẩu lệnh để thể hiện tinh thần lễ hội cũng như làm ấm người. 33 nam giới đóng khố truyền thống, 7 nữ giới mặc áo choàng trắng cổ tay, tụng kinh trước khi bước vào bồn tắm lớn, chứa những tảng đá lạnh buốt. Đây vốn là nghi lễ truyền thống quan trọng với niềm tin thanh lọc tâm hồn, chào đón một năm mới đến. Sau khi tắm nước lạnh, những người tham gia sẽ tiến hành thực hiện các động tác cầu nguyện theo truyền thống. Nghi lễ tắm nước đá của người Nhật Bản bắt nguồn từ thần đạo, có từ năm 1955, lấy cảm hứng từ việc một vị linh mục tế nước lạnh lên người để cầu nguyện sự bình an cho cộng đồng địa phương.